Trước đó, vào chiều qua 13 tháng 12, thảo luận các vấn đề trên lĩnh vực đô thị, các đại biểu quan tâm nhiều đến vấn đề chống thoát nước và chống ngập úng đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu, nhất là sau đợt mưa và ngập giữa tháng 10 vừa qua. Theo ý kiến của các đại biểu, đợt mưa ngày 14 tháng 10 vừa qua đã làm bộc lộ ra nhiều vấn đề về hệ thống thoát nước tại Đà Nẵng. Thời gian qua, thành phố đã đầu tư nhiều dự án thoát nước đô thị với kinh phí hơn 13.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, đợt mưa lớn kỷ lục đã cho thấy năng lực thoát nước của thành phố đang bị yếu thế trước biến đổi khí hậu khó lường. Rõ ràng là nó phải đặt vấn đề là chúng ta phải xem lại cái tư duy cũng như là cái cách tính toán về cái thoát nước của thành phố. Chúng ta không thể nào mà có thể là nói là sống chung với lũ như thế được. Ví dụ như một số nước thấp hơn mặt nước biển thì người ta vẫn có những cái giải pháp để thoát nước đô thị tốt. Đại biểu Nguyễn Thành Tiến cũng đề xuất nhiều giải pháp để cho vấn đề thoát nước đô thị của thành phố, trong đó trước mắt cần nạo vét khơi thông bùn đất đang vùi lấp sau đợt mưa và ngập lụt vừa qua. Đồng thời về lâu dài cần lập bản đồ ngập úng toàn thành phố. Sở Xây dựng cần phải tập trung đánh giá lại cái tình trạng ngập úng, nhất là chúng ta căn cứ vào một số cái quan trắc môi trường từ nhiều năm nay, rồi là cái trận ngập ngày 14/10 để chúng ta xác định và lập cái bản đồ ngập úng toàn thành phố. Qua đó là phải xác định từng khu vực ngập như thế nào, ứng phó với cấp độ mưa hay là chiều cường như thế nào, để chúng ta là có cái quản lý cũng như chúng ta có một cái dự báo sớm. Về hạ tầng á, thì cần phải sớm hoàn thiện các cái dự án cống thoát nước chính đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của đô thị, tính toán và nghiên cứu phân lưu một cách hợp lý một số cái tuyến cống thoát nước chính. Theo Sở Xây dựng thành phố, vấn đề này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị địa phương lưu ý khi thực hiện việc quy hoạch, nhất là việc thoát nước nền. Cơn mưa lịch sử ngày 14 tháng 10 cũng sẽ là trong cái cơ sở số liệu để cho các đơn vị tư vấn cũng như các nhà khoa học tính toán đề xuất ra những cái giải pháp. Có những giải pháp thì có thực hiện tổng hòa rất nhiều giải pháp để xử lý chống ngập trong đô thị. Trong đó là những giải pháp công trình, những pháp làm cống thoát nước, nâng nền và một loạt đề bao rất nhiều vấn đề. Hoặc là những giải pháp phi công trình, trong đó có sự phối hợp giữa các sở, các ngành, các đơn vị, lực lượng vũ trang để cùng tham gia trong quá trình mà mình có những kịch bản để mình ứng phó và sống chung với ngập lụt trong đô thị tùy theo cái mức độ. Mình xây dựng cái bản đồ ngập cho thành phố theo từng kịch bản và từng mức độ và có những cái giải pháp để triển khai